không biết là bạn có tài lẻ gì không? À dạ, đến với chương trình Tần Số Tình Yêu này thì Minh Hiếu cũng có một số tài lẻ là có thể hát, em xin hát một đoạn nhỏ của bài We Were Love của Davichi và Ciara. Mời bạn. Dạ. Anisa nai sara narichi ma no sine nan no hana puyo anako na no puyo anako na do kuyo sebe naku na hachima. Mời em về vị trí các bạn. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu, phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.